Chiến ai mệt chưa? Anh Đại bắt đầu xông lên. Thôi anh em đập một ba là nó sướng. Đầu ai? Linh này tớ à. Đủ người đâu. 12 điểm nhá. Thường người mạnh như bên kia. Huy này. Với cả một thằng đánh xe đó. Làm sao cả. Với cả ông áo đen kia đánh xe. Ờ 1, 2, 3 này Huy với cả ông áo đen kia làm xe. Thế là đủ. Hai đường vô bi đội vô đối là gì? Anh mẹ làm trung vô, chúng mày... Để nguyên em quay không tối không có ảnh gì mà. Áo đen ơi. Quá ảnh đi vào trong. Ra ngoài làm gì? Quả này mà post lên YouTube kiểu gì? Anh em mình ngồi sau. Vai. Vâng, sau cú ném vô cùng tuyệt vời của số 5 Garnet, bóng đã kẹt ở trên rổ, không thể lấy xuống được. Chúng ta sẽ quay lại sau ít phút sau khi bóng được lấy xuống.